Chị ơi, người yêu cũ của em tự nhiên mỗi tháng nhắn tin 3-4 ngày, sau đó biến mất, rồi tháng sau lại nhắn tiếp. Thì sao chị? Bạn người yêu cũ này có khả năng chỉ xem em như là bến đỗ tạm thời, không có chuyện gì để làm, không có người để thích, không có đối tượng tiềm năng thì quay trở về tìm em và nói chuyện tương tác mập mờ cho đỡ chán, cho đỡ tốn thời gian, cảm thấy thời gian không trôi qua vô ích. Rồi sau khi họ tìm được đối tượng mới, họ sẽ lại tập trung vào cái mối quan tâm mới của họ và họ lại bỏ em qua một bên. Em đang giống như một kế hoạch dự phòng của họ vậy đó. Em cho họ cái cảm giác em có thể dễ dàng chấp nhận tất cả mọi thứ họ làm mà em không có bất kỳ một cái sự phản ứng gì. Người ta muốn đến thì đến, người ta muốn đi thì đi, em đều đón nhận, em không có phản kháng lại, em không đặt ra giới hạn cho bản thân, nên là người ta muốn làm gì người ta làm và riết người ta được đà lấn tới. Người ta thích người ta tới tìm em, còn người ta chán hoặc là người ta có đối tượng mới thì người ta sẽ đi một cách thoải mái và em sẽ mãi là một trong những sự lựa chọn của họ. Cho nên vấn đề của mình ở đây là đừng dễ dàng chấp nhận những điều thả thấp giá trị của mình, đừng để họ nghĩ mình trở nên rẻ rúng như vậy và họ muốn làm gì mình thì làm. Cuộc sống của mình là cuộc sống riêng chứ không phải cái chợ mà muốn bước ra bước vô là muốn làm gì làm. Hãy đặt ra giới hạn và hãy cho họ biết được rằng là một là tới luôn, hai là đi luôn. Sống phải có tiêu chuẩn, sống phải có giới hạn. Đừng để cho người ta tận dụng thời gian của mình một cách tự do như vậy. Thời gian của em là vàng là bạc, hãy dành thời gian cho những mối quan hệ xứng đáng hơn.